Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít cập nhật lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023. Giá có tăng nhẹ, tuy không đáng kể nhưng kênh cũng cập nhật liền để bà con mình có cơ sở tham khảo nha bà con. Tại khu vực Tiền Giang, kem lớn là 24.000, kem nhì 14.000, kem ba là 8.000 và mít chợ là 5.000. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, kem lớn 23.000, kem nhì 13.000, kem ba là 7.000. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn 22.000, kem nhì 12.000 và kem ba là 7.000. Tại khu vực Vĩnh Long và Trà Vinh, kem lớn 22.000, kem nhì 12.000 và kem ba là 7.000. Tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, mít nhất 18.000, kem lớn 14.000, kem nhỏ là 7.000. Tại Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, mít nhất là 18.000, kem lớn 14.000, kem nhỏ 7.000. Tây Nguyên, mít nhất 16, kem lớn 12 và kem nhỏ là 6.000. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.